chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món bánh quy hình trái kiwi. Và để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là 110g bột mì, 60g đường. Ở đây mình dùng đường cát và mình đã xay cho nó nhuyễn ra nè các bạn. Nó nhuyễn ra như bột vậy đó, để khi mà mình đánh thì nó sẽ mau tan đường ra hơn. Và đây là bơ lạc, mình sẽ dùng 60g. Một quả trứng gà, trứng gà này thì mình chỉ lấy phần lòng đỏ thôi, mình không dùng phần lòng trắng trứng. Và đây là hạt mè đen mình dùng để làm cái phần hạt kiwi á. Và mình sẽ dùng khoảng 1 muỗng cà phê và 1 muỗng cà phê bột trà xanh. Rồi, nguyên liệu của mình đơn giản như vậy thôi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình cho 60g bơ vô trong một cái tô. Phần bơ này thì các bạn để bên ngoài cho nó mềm ra rồi mình mới bắt đầu mình làm nha. Thế là mình sẽ cho vô 60g đường và mình đánh đều lên, trộn cho đến khi nào phần đường này tan đều ra hết là được. Sau khi mà mình đã đánh đều xong thì mình sẽ cho 110g bột mì vô và mình trộn đều lên. Và mình cho vô một lòng đỏ trứng, tiếp tục trộn đều lên. Nhồi bột cho thật là đều. Mình nhồi cho bột thật là đều. Sau đó mình lấy ra một ít nha các bạn, để mình làm cái phần ruột của trái kiwi á, cái phần ruột màu vàng á. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra một ít. Mình lấy ra nhiêu đây là đủ rồi. Cái phần bột trong tô thì mình sẽ cho bột trà xanh vô. Mình cho vào một cái rây. Mình lượng như thế này để cho cái phần bột của mình nó mịn hơn và mình loại bỏ đi những cái phần bột mà lẫn cỡn á. Và tiếp theo mình sẽ nhồi bột thật là đều. Nếu mà các bạn thấy cái màu xanh của mình á, nó chưa có xanh lắm, các bạn có thể cho vô thêm một ít bột trà xanh nữa cũng được. Và mình sẽ cho bột ra ngoài một cái mâm và mình ấn cho nó dẹp ra như thế này. Các bạn ép cho cái phần bột này nó đều ra. Và bây giờ mình sẽ lăn cái phần lõi này cho nó đều đều lại, lăn một thành một cái khối tròn. Rồi các bạn đặt lên cái miếng bột màu xanh và mình ốp cái phần bột này lại. Rồi sau đó mình sẽ lăn thành một cái hình tròn. Các bạn bóp bóp lại để cho cái phần bột của mình nó dính chặt lại với nhau. Lăn cho nó đều đều. Rồi sau đó mình sẽ đem để vô trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút để cho cái phần bột của mình nó cứng lại, để mình sắc ra thành từng khoanh đó các bạn, cho nó dễ sắc. Rồi bây giờ mình đem để vô trong ngăn mát tủ lạnh thôi. Rồi phần bột mình đã lấy ra này các bạn. Nãy mình quên quay cho các bạn xem là khi mà mình bỏ vô trong tủ lạnh á, thì các bạn dùng bọc thực phẩm các bạn bọc kín lại nhé, để cho cái tủ lạnh của mình nó không có mùi á. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt cái cục bột này ra. Mình sẽ cắt cái đầu dày khoảng 1cm, cắt cái lớp mặt này ra nha các bạn. Xong thì mình sẽ để vô trong cái vị nướng luôn nha các bạn. Rồi với cái vị nướng thì mình có lót một miếng giấy nến. Rồi tiếp tục mình cắt tiếp thôi. Các bạn nhìn như vậy thì chưa giống cái miếng kiwi đâu. Chút nữa mình sẽ gắn cái hạt vô nữa thì nó sẽ giống hơn. Mình sẽ gọt cho những cái miếng này nó tròn tròn nha các bạn, cho nó đều đều á. Tại trong lúc mà mình để vô trong tủ lạnh á thì cái phần bột của mình nó bị dẹp xuống. Mình tỉa tỉa ra để nhìn cho nó đẹp hơn á. À, như thế này các bạn. Bây giờ thì mình sẽ gắn hạt cho những miếng kiwi. Các bạn gắn những cái hạt mè đen xung quanh cái viền màu vàng á các bạn. Rồi mình đã dán mấy cái hạt mè đen lên xong rồi đó các bạn. Và các bạn nhìn rất là giống cái miếng kiwi luôn nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem đi nướng. Và mình sẽ nướng có nhiệt độ là 170 độ trong vòng 15 phút. Và trước khi nướng thì các bạn nên làm nóng lò nướng khoảng 5 đến 10 phút rồi mình để vô nướng nha. Rồi bánh mình nướng đã chín rồi nè các bạn. Nếu mà các bạn muốn cho cái bánh của mình nó vàng hơn thì các bạn có thể nướng thêm 5 phút nữa. Nhưng mà bánh của mình như vậy là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra. Wow, rất là thơm luôn á.
ơi, mình đã sắp ra ngoài dĩa rồi nè các bạn. Đây những lá kiwi rất là dễ thương luôn. Kiwi này thơm quá các bạn ơi, thơm cái mùi bơ quá. Thường thì nếu mà trái kiwi thì các bạn sẽ nghe mùi chua chua. Còn kiwi này thì mình nghe mùi bơ. Bơ rất là béo luôn. Và bây giờ thì mình sẽ ăn thử thôi. Đây. Nhìn rất là dễ thương luôn các bạn, không có nỡ ăn chút nào luôn á. Rất là giống như là miếng kiwi luôn nhé. Đây cái lá kiwi mà các bạn sắc ra thì nó sẽ như thế này đây. Ở ngoài thì màu xanh, kế tiếp là một lớp hạt màu đen và ở giữa là màu vàng. Đây là kiwi xanh nha. Đây cái lớp dưới thì nó hơi vàng như thế này nè các bạn. Đây. Rồi để mình cắn thử một cái nha. Bánh vừa giòn nè, cắn vô một cái là nó giòn đó các bạn, nhưng mà bên trong thì khi mà mình bỏ vô miệng thì nó tan ra trong miệng vậy đó. Và cái vị rất là béo luôn. Và vị ngọt của cái bánh này thì mình thấy rất là vừa ăn. Để mình ăn vô cái phần hạt kiwi. Rất là béo luôn các bạn. Nó béo mà nó thơm, cái mùi nó bùi bùi á. Hạt mè này thì các bạn có thể rang trước cũng được, hoặc là các bạn để vô mình nướng luôn. Khi mà mình nướng thì cái hạt mè rất là thơm và nó chín luôn rồi. Rất là béo luôn á. Và khi mà mình ăn bánh này đó các bạn thì khát nước lắm, cho nên là mình có chuẩn bị nước đây. Mình uống nước ngọt. Bánh kiwi này thì mình ăn á các bạn thì nó vị béo béo ngọt ngọt. Đó là bánh cho nên là nó sẽ có vị như thế. Còn trái kiwi thì mình ăn nó sẽ có vị chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà các bạn nhìn cái miếng bánh của mình là rất là giống như là cái miếng kiwi vậy đó. Đây cái miếng bánh này mình ăn nè các bạn, để mình bẻ ra cho các bạn xem nè. Đây, ở bên ngoài thì nó giòn và bên trong thì nó mềm nè. Bỏ vô miệng như là tan ra trong miệng vậy đó. Mình đi chợ định mua trái kiwi về, để khi mà mình làm xong mình sẽ cắt ra cho các bạn so sánh để các bạn xem thử bên trong trái kiwi nhìn có giống như là cái miếng bánh của mình không. Nhưng mà mùa này thì không có kiwi các bạn, khoảng vào tháng 5 thì mới có kiwi. Mình bây giờ thì mình ăn bánh kiwi đỡ đi nha. Bánh quy hình trái kiwi rất là dễ thương luôn. Rồi khi nướng bánh các bạn đừng có nướng cho nó vàng quá, nếu mà vàng quá thì mình nhìn nó sẽ không có giống như là miếng kiwi nữa, nó xịt, nhìn nó sẽ không có tươi nữa đó các bạn. Đây mình nướng vừa chín tới như thế này nè, nhìn cái miếng bánh nó sẽ tươi hơn. Còn bạn nào mà thích ăn ngọt hơn á, các bạn có thể cho vô thêm đường. Và đường thì các bạn nhớ là phải xay thật là nhuyễn, để khi mà mình trộn với bơ đó các bạn thì nó sẽ mau tan hơn. Còn nếu mà các bạn để nguyên hạt thì rất là lâu tan. Rất là giòn luôn. Vừa thơm bơ nè, thơm mùi trà xanh. Khi mà mình cắn vô trúng cái hạt mè đó các bạn thì cái mùi của hạt mè nó rất là thơm nè. Và mình ăn thì nó béo béo bùi bùi nữa. Và cái cách mà để mình tạo thành một cái miếng kiwi như thế này rất là đơn giản và dễ làm đúng không các bạn? Không hề khó một chút nào luôn mà mình ra được một cái miếng bánh kiwi như thế này. À, bánh quy hình quả kiwi. Các bạn có thể làm cái món bánh quy hình trái kiwi này để tặng cho bạn bè hoặc là người thân của mình đi nhé. Rất là dễ thương nè và nhìn rất là đẹp nữa. Chắc chắn là khi mà các bạn tặng thì sẽ rất là thích luôn á. Và các bạn ơi, video làm món bánh quy hình trái kiwi của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Và nếu các bạn mà có yêu thích video của mình á, thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!